kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay thì mưa dông tiếp tục xuất hiện ở dọc khu vực vùng núi từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận. Một số nơi thì mây ẩm phát triển mạnh và cường độ mưa rất lớn như là tại Ba Tơ của Quảng Ngãi hay là Ninh Hòa, Khánh Hòa với lượng mưa ghi nhận được là từ 78 đến 80mm chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ. Dự báo là mưa dông sẽ còn tiếp diễn ở miền Trung trong ngày mai. Thời gian mưa tập trung về chiều ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Cảnh báo là có mưa to cục bộ như chiều nay và phải đề phòng với dông sét cũng như là gió giật mạnh. Cảnh báo sang tuần sau thì miền Trung có thể đối mặt với đợt mưa lớn đầu tiên của mùa mưa năm nay, bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 và có thể sẽ kéo dài cho đến hết tháng. Cảnh báo là đợt mưa lớn lần này tập trung ở khu vực Bắc miền Trung, không loại trừ khả năng xuất hiện lũ và phải đề phòng với sạt lở đất ở vùng núi. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tiếp tục chuỗi ngày mưa về chiều. Chiều mai thì mưa xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành với lượng mưa phổ biến là từ 20 cho đến 40mm, có nơi mưa trên 50mm, trong cơn dông tiềm ẩn sấm sét cũng như là gió giật mạnh. Còn trước đó buổi sáng và trưa thì hai khu vực này vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố thuộc Tây Nguyên vào khoảng 28 đến 30 độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của khu vực Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Khu vực Bắc Bộ ngày mai nắng nhiều và nóng hơn, cục bộ ở thủ đô Hà Nội hay là Lào Cai nắng nóng 35 độ, còn lại các thành phố khác trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời nắng, gió khoảng cấp 3 với tầm nhìn xa trên 10 km. Còn quanh huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió rất mạnh, cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.